Cho hai mẹ con chị.
cả hai mẹ con nhìn nhau thế là một cái là tươi đây rồi đấy ạ. Ok. Ok. Ok ạ, à, chị Linh ơi, sang bên này. Vào rồi chứ vào phòng. Đi qua xong luôn đấy. Giờ con vào đi, con vào với anh đi, nhanh nhanh. Nhanh. Không mình sang bách chính bên này luôn. Rồi đây, đây lên đây cho xin cái nữa cả nhà tư quyên này. Ở bên này cận nhá. Năm sinh viên vừa đi qua và đi sinh viên bác sĩ. Đây là đây là đón nhận tiến lợi. Nhà sản xuất sinh viên Trần Thành. Đồng sản xuất bộ phim đất rừng Phương Nam. Rồi, cái này nhìn nhau ạ. Mọi người, mọi người chào mừng 3 diễn viên nhí của trang tin. Cái này đúng không? Tất cả nhìn em ạ. Bảo Ngọc, Kỳ Phong và Hạ Nguyên. Tất cả nhìn em đây ạ. Bảo Ngọc, Kỳ Phong và Hạ Khang. Lên đi con. Diễn viên nhí Hạo Khang trong vai bé An, diễn viên nhí Bảo Ngọc trong vai bé Sinh, cùng với các anh chị nghệ sĩ, diễn viên Tuấn Trần trong vai Bắc Lục Lâm, diễn viên Hồ Tiến Thuận trong vai Bắc Điều, diễn viên Hứa Vĩ Văn trong vai Thầy Giáo Bảy, diễn viên Bắc Di trong vai Bắc Mắm, và nhà sản xuất diễn viên Trấn Thành cũng là nhân vật Bác Ba Phi của điện ảnh. Yeah,
Hiện diện tại khu vực hàng đỏ là gia đình của nhà văn Đoàn Giỏi, tác giả tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam. Xin quý vị cùng nhìn lên trong. Đây, đó, cả nhà nhìn đấy.